miền Bắc tiếp tục mưa lớn, miền Trung nắng nóng gay gắt. Hôm nay, mùng 7 tháng 8, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa to đến rất to. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Hôm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng Trung Du và vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 28-30 độ. Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Dự báo mưa dông còn kéo dài ở miền Bắc đến ngày mai, mùng 8 tháng 8. Từ mùng 9 tháng 8, vùng núi, Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, khu vực đồng bằng mưa giảm. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.